mừng quý vị quay trở lại cùng với đêm chung kết của Trời Sinh Một Cặp. Chúng ta vừa theo dõi 6 tiết mục của ba thí sinh Lê Đình Minh Ngọc, Long Đẹp Trai và Tảng Đà. Kính mời quý vị khán giả hãy cùng hướng mắt lên màn hình để theo dõi hành trình của ba thí sinh trong đêm chung kết ngày hôm nay. Hành trình của Trời Sinh Một Cặp đã đến hồi kết. Ba gương mặt xuất sắc đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo đã lộ diện. Tảng Đà, đội huấn luyện viên Dương Triều Vũ. Tảng Đà càng ngày hát càng hay, rất là hay và rất là đẹp. Anh yêu ơi, tình dù ngăn cách với anh xin một đời. Anh yêu em, anh xin yêu mãi với em, xin em mà thôi. Lê Đình Minh Ngọc, đội huấn luyện viên Vũ Hà. Đúng là một cái cặp rất là ăn ý. Có dấu hiệu của người chiến thắng. Em mong chờ mùa thu siêu thế nhân dần vào chốn thiên thai. Long Đẹp Trai, đội huấn luyện viên Thanh Thảo. Em làm chủ bài hát 100%. Trong cái cách của Long hát á, rất là thông thả. Đường đi quá đông vòng, mọi người ngắm nhìn em. Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến giành lấy cương vị cao nhất. Cặp đôi nào sẽ giành được danh hiệu Trời Sinh Một Cặp? Tất cả sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Bây giờ thì Quỳnh Chi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại một lần nữa top 3 thí sinh xuất sắc nhất của Trời Sinh Một Cặp mùa đầu tiên. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ lại với Lê Đình Minh Ngọc, Tảng Đà và Long Đẹp Trai. Anh Long Đẹp Trai mới nói với Vinh là phải đứng hóp bụng lại. Sao vậy anh còn căng thẳng nhiều không? Thật ra thì rất là thoải mái ngay từ ban đầu rồi. Chỉ có căng cái lúc mà hát bài đầu tiên thì nó hơi căng thôi. Nói chung là cảm ơn rất nhiều vậy thôi. Đêm nay là đêm cuối cùng, cũng là đêm mà Quỳnh Chi nghĩ rằng Minh Ngọc đã có rất nhiều cảm xúc. Bây giờ Minh Ngọc muốn nói điều gì? Em không có lời nào nói khác ngoài cảm ơn ban giám khảo đã luôn dành cho em những lời nhận xét, góp ý và những bài học để em ghi nhớ sau này, cũng như là em hạnh phúc khi được đứng đây. Anh Tảng Đà có một cái dự định là anh tiếp tục dấn thân vào cái con đường ca hát hay là một dự định nào đó liên quan đến nghệ thuật hay không? Như anh Hưng đã nói á, nếu mà khi mình đi ra mình đi hát mà kiếm tiền là mình phải phong độ, mình phải đầy đủ hết. Nếu mà em hát là em phải luyện thanh hay là làm các thứ, phải đi học nhảy nữa, các thứ, thì cái người mình nó mới phát được, không nó cứng đơ cứng còng. Chúng ta đã vừa có những chia sẻ với nhau, nhưng mà quan trọng nhất Quỳnh Chi biết là tất cả chúng ta, tất cả khán giả đang rất tò mò về số điểm của cả ba thí sinh. Hiện tại ban tổ chức đã có tổng số điểm từ hai phần thi của ba thí sinh của chúng ta, nhưng số điểm quan trọng nhất đó chính là số điểm bình chọn của các khán giả đang có mặt tại chuồng quay. Và ngay bây giờ, trân trọng kính mời các khán giả có mặt tại chuồng quay hãy cùng cầm máy và bình chọn cho ba thí sinh của chúng ta. Thời gian bình chọn dành cho khán giả tại chuồng quay xin được phép bắt đầu. Thời gian bình chọn dành cho khán giả tại trường quay xin được kết thúc ạ. Xin được cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Như vậy là chúng tôi cũng đã có được số điểm từ phía khán giả có mặt tại trường quay và chúng tôi đã tổng kết được số điểm chung cuộc. Nhưng mà trước khi công bố số điểm này thì như hồi nãy Quỳnh Chi có nói là cảm ơn tất cả các thí sinh đã rất cố gắng cống hiến cho chúng tôi rất nhiều tiết mục đặc sắc. Và chúng tôi còn muốn dành lời cảm ơn đến một thành phần hết sức quan trọng và biết rằng lịch làm việc rất là bận, nhưng mà họ đã có thể nói là hết tâm, hết sức với từng thành viên trong đội của mình. Đó chính là ba huấn luyện viên của chương trình Trời Sinh Một Cặp mùa đầu tiên. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với ca sĩ Vũ Hà, ca sĩ Thanh Thảo và ca sĩ Dương Triệu Vũ một lần nữa ạ. Xin mời. Thưa
quý vị, chúng tôi ở ngoài quan sát thôi, nhưng mà chúng tôi cũng có thể cảm nhận được rằng hành trình của từng cặp thí sinh và huấn luyện viên của chúng tôi đã đi qua dài, cam go và nhiều sự vất vả như thế nào. Và cuối cùng chúng ta đã cùng đi với nhau đến đêm chung kết và sẽ biết được cặp đôi nào đạt danh hiệu trời sinh một cặp của chúng tôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với giải phụ của chương trình, giải giọng ca ấn tượng nhất. Giọng ca ấn tượng sẽ nhận được một phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Vâng, và đó là... thí sinh Lê Đình Minh Ngọc. Và xin kính mời giám đốc âm nhạc Võ Mạnh Huyền lên trao thưởng cho thí sinh Lê Đình Minh Ngọc, bao gồm vòng hoa và bản tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng. Và tin chắc rằng để có thể để lại sự ấn tượng cho khán giả nhiều như thế thì ngoài sự cố gắng đến từ bản thân Minh Ngọc thì còn là đến từ, phải nói là một huấn luyện viên mà có rất là nhiều chiêu trò trên sân khấu, đó chính là anh Vũ Hà. Xin được chúc mừng. Xin là xứng đáng, đúng không ạ? Một lần nữa xin được chúc mừng Minh Ngọc với giải giọng ca ấn tượng. Xin được cảm ơn giám đốc âm nhạc Võ Mạnh Hiền. Và sau đây, chúng tôi xin được phép công bố giải 3 của chương trình Trời Sinh Một Cặp mùa đầu tiên. Thưa quý vị, giải 3 đã thuộc về cặp đôi thí sinh và huấn luyện viên. Quỳnh Chi nghĩ rằng không có điều gì tuyệt vời hơn khi mà trong một đêm chung kết, một thí sinh tình cờ có nhiều cái nhất đến như vậy. Xin được chúc mừng thí sinh Lê Đình Minh Ngọc. Thưa quý vị, là thí sinh nữ duy nhất, thí sinh nhỏ tuổi nhất và thí sinh có hai giải trong buổi tối ngày hôm nay. Điều đặc biệt nhất đấy, đúng không ạ? Và xin mời giới thiệu khách mời nhạc sĩ Nguyễn Công Thuận lên trao vòng hoa dành cho Lê Đình Minh Ngọc và huấn luyện viên Vũ Hà. Thưa quý vị, giải 3 trị giá 150 triệu đồng đã thuộc về thí sinh Lê Đình Minh Ngọc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Hà. Một tràng pháo tay thật to dành cho Lê Đình Minh Ngọc và huấn luyện viên Vũ Hà, được không ạ? Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Xin được chúc mừng Minh Ngọc. Thưa quý vị, bây giờ thì ban tổ chức sẽ mang lên sân khấu. Kết quả sẽ là một bìa đĩa CD. Bởi vì ở đầu chương trình, Quỳnh Chi có bật mí với quý vị, đó là ba ca khúc ở phần thi thứ hai là ba ca khúc được sáng tác riêng cho chương trình. Và ca khúc mới của người chiến thắng sẽ trở thành ca khúc của chương trình Trời Sinh Một Cặp mùa đầu tiên. Và chúng tôi sẽ phát hành ca khúc ấy dưới dạng đĩa đơn và như một sản phẩm chuyên nghiệp đầu tiên của thí sinh chiến thắng của chúng tôi. Xin cảm ơn. Và Quỳnh Chi xin phép sẽ mở chiếc đĩa đơn này ra để biết được ai sẽ là quán quân của Trời Sinh Một Cặp mùa đầu tiên. Một tấm hình rất là đẹp, thí sinh cũng đẹp, mà huấn luyện viên cũng đẹp. Là ai ạ? Ai ạ? Xin được gửi lời chúc mừng đến cặp đôi thí sinh và huấn luyện viên. Gửi lời chúc mừng đến cặp đôi Tán Đà và Dương Trường Vũ. Xin được chúc mừng anh Long đẹp trai đã là á quân của chương trình Trời Sinh Một Cặp. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, xin mời giám khảo Thanh Hà sẽ cùng bước lên sân khấu để trao giải á quân cho thí sinh Long đẹp trai của chúng tôi. Anh rất tuyệt vời, xin được chúc mừng anh Long đẹp trai cùng với huấn luyện viên Thanh Thảo. Và giải á quân sẽ bao gồm cúp và tiền thưởng trị giá 200 triệu đồng. Xin được cảm ơn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và giám khảo Thanh Hà một lần nữa. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Thanh Thảo và anh Long đẹp trai.
xin mời bà Nguyễn Bảo Trâm lên sân khấu để trao giải quán quân cho thí sinh Tảng Đà và huấn luyện viên Dương Chiêu Vũ. Giải quán quân sẽ bao gồm cúp quán quân và tiền thưởng trị giá 500 triệu đồng. Thưa quý vị, quán quân của trận chung một cặp mùa đầu tiên đó chính là thí sinh Tảng Đà nằm trong đội của huấn luyện viên Dương Chiêu Vũ. Và thưa quý vị, ca khúc mới, ca khúc chúng tôi sẽ phát hành đĩa đơn sẽ một lần nữa vang lên trên sân khấu của chúng ta ngay bây giờ đây. Đêm nay tôi sẽ hát lên bao lời hát mê say từ lâu, hát cho những niềm vui, hát cho những khát khao. Nơi đây tôi đã khóc, đã cười, đã ướt bao giọt mồ hôi. Nơi tôi chính là tôi sống vì tôi, hết mình với ước mơ. Là nơi tôi được cháy hết đam mê này, bao bàn tay giơ cao khiến nước mắt tôi trào dâng. Là nơi tôi hát lên bao câu hát từ sâu tận đáy lòng. Nơi ấy tôi được là chính mình. Tảng Đà ơi! Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình từ những số đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.